tin vui với những ngày yêu ẩm thực, đặc biệt là bánh dân gian. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sáng nay đã tổ chức buổi họp báo công bố thông tin lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023. Sự kiện thu hút 22 tỉnh thành tham dự. Dự kiến có khoảng 150 nghệ nhân tham gia hội thi bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh. Lễ hội có chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tới tại quảng trường quận Bình Thủy. Dự kiến có 300 gian hàng trưng bày giới thiệu các loại bánh dân gian, ẩm thực, ô cốp đặc sản vùng miền, khu gian hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm và khu gian hàng trưng bày máy móc, sản phẩm phụ trợ làm bánh. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như lễ dân hương và dân bánh nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương tại đền thờ Vua Hùng, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như giỗ tổ Hùng Vương, 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.